Ok, xin chào tất cả các bạn đến với channel của mình, mình đang ở đây. Và hôm nay mình sẽ làm cái clip về cái khẩu này. Không có băng đạn mà cũng chơi luôn, chơi tết. What the fuck? Kẹt, bố nó rồi. Khẩu này trong đấu đội thôi, mình chơi luôn trong đây là hiểu rồi. Rồi đi. Rồi gọi bọn. Rồi 3 tiếp. Thế mới cường. Thế mới được. Ok. Đến đây thủ. Đậu xanh đậu má. Mày đừng lên đây nhá tơ. Yeah, giết luôn đi ghê. Vãi dài viên cũng chết con rồi. Canh canh này canh chuột. Có cà phê chuyên đến vậy không? Bình tĩnh. Ui nguồn. Lát máy. What the fuck gì vậy? Tự nhiên cái bị lát máy à. Headshot. Anh mà cái mà khẩu này hơi bị kiên. Oh man. Cái không được do lát. Rồi. What the fuck, một thằng kế bên mình nó biến thành dơm mà có cần phải lắc đến vậy không trời. Máy mình hơi lắc, các bạn không cảm giùm nha. Tại vì vừa bật game là mình quay luôn. Ngày hôm nay mình chưa ra một cái clip nào hết trơn. Nên là ra đại một cái clip. What the fuck gì vậy? Tội nghiệp thanh niên chết mà chui đầu vô cái cốc nó luôn mới ghê. Với lời bỏ hai má rồi nó lắc quá. Tại mấy cái này nên đều là lần đầu hết trơn á. Lần đầu quay cũng lần đầu, chết cũng lần đầu. Rồi what the fuck biến dơm lần đầu. Gờ lần đầu. Nên nó lắc đến vậy nè. Tao biết khoa A12 đó rồi. Kinh lắm. Kinh cái đầu hoài. Kinh đầu hoài nha mày. What the fuck một đống. Đừng sát. Má tụi nó cho nó tụi nó đồn sát kìa. Cái tội lỗi không có giá. Mà sao cái thằng A12 nó cũng không có giá mà nó cũng đi xăm gớm nhỉ. Trời ơi, đậu xanh em muốn. Yeah. Nhảy lên không được. No. No. Máu quá. Đứng đây hồn máu quá. What the fuck, tem hai con dơm. Chơi gì trời. Mình cũng mang mình còn tiếng quá nha. Mà chơi không lại luôn. What the fuck, nó kinh thế sao chơi. Mình không có bộ cao. Trời ơi. Tội hình điện tơ quá, chết liên tục. Mày chết nha. Quán đi. Quán mắt. Tao bật gờ mắt nhanh luôn. Chạy đi. Thôi bắn kia thôi. Thôi chạy nhanh với liền. Cái con này nó gờ mà nó cũng chạy lại nó nữa. Hát à. Đó là trời. Nó gờ lên nó chạy như siêu nhân vậy. Mà chạy còn lại nhỏ nữa. Kỳ chờ. Đùa nhau. Nó quá trời máu luôn. Chơi mày nè cái lũ. Đi sang nè. Này đi sang. Này thì đi sang này. Tiếng quá luôn. Thế mới được. Úi dồi ôi. Nó đẹp được. Rồi sao chờ quy luôn. Ít nhất sao chờ quy cũng có hai thằng đắng. Cảm thấy đắng lòng nha em. Thủ tiếp. Bất lực. Đương nhiên rồi anh ơi. Bất lực là chuyện đương nhiên. Ở nếu mình gờ lên mình cũng chơi được hai con. Hai con những người đi săn. Ở thanh niên bỏ cả súng nè. Bỏ súng quá tập quá. Mình định xuống lấy súng. Con liền ở đây. Rồi chết rồi. Fuck. Mình chưa kịp nhảy qua nữa.
trên á. Rồi bây giờ thì dùm bay mạnh rồi, dùm bay rất là mạnh luôn. Nãy dùm bay yếu quá, chạy qua đó có món bánh tôi của mình nè, đậu xanh đó. Rồi Super Hero quá nhanh luôn, dùm mắt nhanh luôn, chơi nó anh em. Ơ, tôi nhấm nháy, nó tục hết. Chết đi, tao mới ăn được mày. Đậu xanh đâu muốn đó. Thế là tự nhiên cái vô cái chết là sao trời. Chờ ít đây làm khẩu này trong đây lắm này. Mình làm luôn, không có băng đạn cũng chơi tấp. Chơi game 123 phút nhận nhau có một mảnh vũ khí. Ơ quá thật bắt liền kia. Bố mang được một đam lên. Bố cho ăn đặng. Ơi gạnh hết hồn mày, xuống mạnh hết mình giải liền hơn. Có cái súng mình có bao giờ xài đâu, đem ra xài luôn. Ok, Linh lượt chết tụi nó đi. Lượt chết tụi nó. Trời ơi, giỡn. Tao bắn nó làm sao. Kém thế, em lấy kiều rồi em chạy. Chơi nó dở thế tôi. Có hai thằng con chơi được nữa. Kém phải lợ. Rồi nó chơi. Các thằng này nó bị tra tấn. Rồi nó lên tới nơi rồi, bỏ bú rồi, lên nổ chính liền. Chơi đó, hay quá. Có giờ rồi. Trời. Trời ơi, con phải trận chiến nó được, nó ghê, nó giờ nó ít rồi. Còn được trận chiến nó. Rồi yeah, cận chiến được một thằng. Rồi nghỉ chơi luôn. Social win, rồi nhỏ vãi. Nhỏ vãi trưởng. Ok, hai ván nữa nghỉ nào. Mình thì giờ làm. Mình khá là lười làm những cái clip như thế này. Bởi vì làm ra thì mình thấy giờ số lượt đăng ký khá là nhiều rồi đấy. Mỗi lượt nào, mỗi ngày thì nó lên gần như nửa lượt đăng ký. Và 2-3 ngày vậy nó tích lại được một lượt. Mà bỏ bú rồi. Rồi éo thấy gì trơn quỷ. Cái tờ nó cũng éo thấy gì trơn. Chạy. Số hưởng rồi. Hay quá, tự nhiên cái con nào cover giúp mình bùng quả choáng. Làm cho tờ éo thấy gì. Ơ, không dính viên nào hết nè. Ui thế. Nó không đuổi à. Mày nứt nè. Cái này rỉa, tự nhiên một thấm lắm. Mình không dám đi sang, bây giờ mình chả biết bắt cua. Mà bây giờ cũng chả có giáp luôn. Chả có gì hết trơn. Không có dù, không có giáp sao chơi. Với lại mấy bữa trước mình có giáp mà mình làm mấy clip về mấy súng nặng quá, mình không dám đi săn. Đến cover cho. Rồi ok, cover được em. Rồi lên luộc chết tụi nó đi. Chết đó. Thôi đi. Nó ngờ.
hay em đi xung quanh. Ồ, nó lên tới nơi rồi, nó lên tới nơi rồi kìa. Chê nè, ốc chó nhấp nháy mà hổ báo. Nhấp nháy mà hổ báo nè. Ui, ta vẫn còn 6k. Thấy cái quái nào. Vẫn còn 6k. Là thế quái nào. Mình vẫn chưa bị đuổi, hay quá. Tưởng pha đó bị đuổi thì chắc chết chứ. Ơ mà không lên thôi, nhường tao lên à. Nhường chai lên. Thằng quỷ, sao mày nhớ giết tao như thế này là mày. Mày biết cái tụi nó đông cỡ nào không mà tao đã ít kêu rồi mày còn cho tao biến dơm nữa. Mất giáp, what the fuck. What the fuck, còn chỉnh thêm cái lũ ở trên kia nó cover cho nữa. Mày lên. Mày đi lên. What the fuck. Mất tiếng quá luôn. What the fuck. Ôi à, trời. Mày đánh mạnh vậy. Mày cái luôn đi. Rồi xong còn có bao nhiêu đây tiếp thì tao chơi. Rồi xong chết bà luôn. Ngưng người. Mực mịn hẳn cái gì đâu á. Hay quá. Nó cầm cái bộ cào này thì mã nó cũng mã bố nó như thế nào chắc được gọi tơ lần sau nữa mà nghĩ luôn. Ô sao lè xuống đấy. Anh đã lên phải nói là cấp độ level max siêu luôn rồi. Chém mắt nhanh luôn. Anh đã chém nhanh rồi mà còn cầm thêm cái bộ cào nữa thôi. Má nó cũng chém được bằng nó. Cái con đi chơi, cái con kiểu gì thì chém nhanh lắm. Mình thử chơi rồi chém rất là nhanh. Chém nhanh còn hơn là cái con xe lít đỏ nữa. Mà sao tiện cầm bột cào này mình thấy cái tốc độ chém của nó chỉ nhanh một tí xíu rồi. Không có nhanh hơn là nhiều hết trơn.